Chuyển nhượng Manchester United 4-3, huấn luyện viên Ten Hag bị sa thải sau trận thua Man City, Zidane báo tin vui cho Man United. Tin chuyển nhượng Manchester United mới nhất 24h, huấn luyện viên Ten Hag bị Manchester United sa thải sau trận thua Man City. Zidane báo tin vui cho Man United, Man United trao bán Bruno Fernandes. Huấn luyện viên Ten Hag nguy cơ bị Manchester United sa thải sau trận thua Man City. Manchester United đã trải qua một thất bại thảm hại khác khi để thua Man City 1-3 ở vòng 27 ngoại hạng Anh. Thất bại này khiến Quỷ Đỏ dậm chân ở vị trí thứ 6, đồng thời bị top 4 bỏ xa tới 11 điểm trên bảng xếp hạng. Tờ Daily Mail tiết lộ, huấn luyện viên Erik Ten Hag đối mặt với nguy cơ bị Sir Jim Ratcliffe sa thải nếu Man United không giành vé dự Champions League mùa sau. Thất bại trước Man City là một thất vọng lớn đối với Man United và nó đã làm dấy lên làn sóng phản đối từ các cổ động viên. Nhiều cổ động viên đã yêu cầu sa thải huấn luyện viên Ten Hag. Huấn luyện viên Ten Hag nguy cơ bị Manchester United sa thải vào cuối mùa. Trả lời sau trận đấu, huấn luyện viên Ten Hag cho rằng toàn đội Man United phải chịu trách nhiệm cho thất bại này. Ông nói, chúng tôi cảm thấy tiếc cho bản thân. Toàn đội phải chịu trách nhiệm. Nếu bạn là cầu thủ Man United thì chúng ta cần phải gánh vác cùng nhau. Ở trận đấu tiếp theo, Man United sẽ trở về sân nhà để tiếp đón Everton tại vòng 28 ngoại hạng Anh. Nếu tiếp tục thất bại, nguy cơ huấn luyện viên Ten Hag bị sa thải lập tức là rất cao. Zidane báo tin vui cho Man United theo The Independent, giám đốc thể thao của Ineos. Jean-Claude Blanc đã có buổi trò chuyện riêng với huấn luyện viên Zinedine Zidane. Mặc dù huấn luyện viên Erik Ten Hag vẫn còn 18 tháng hợp đồng với Manchester United, nhưng phong độ tệ hại của đội bóng khiến chiếc ghế nóng của ông lung lay dữ dội. Đặc biệt, sau khi Sir Jim Ratcliffe, chủ tịch tập đoàn Ineos, mua 25% cổ phần câu lạc bộ trị giá 1.2 tỷ bảng và bắt đầu tiếp quản mảng thể thao từ tháng này, tương lai của Ten Hag càng trở nên bất định. Manchester United liên hệ Zidane. Đầu tuần này, Ratcliffe đặt mục tiêu cho Ten Hag phải giúp Man United lọt vào top 4 Premier League. Tuy nhiên, với phong độ hiện tại, đây sẽ là nhiệm vụ vô cùng khó khăn cho chiến lược gia người Hà Lan. Nếu Ten Hag không thể đáp ứng yêu cầu của Ratcliffe, ông có thể bị thay thế vào cuối mùa. Theo The Independent, Blanc đã có những buổi đàm phán sơ bộ với Zidane về kế hoạch bổ nhiệm nhà cầm quân người Pháp dẫn dắt Man United. Manchester United trao bán Bruno Fernandes theo tờ Record của Bồ Đào Nha. Anhela đã đưa ra một lời đề nghị khủng khiếp cho Bruno Fernandes trong kỳ chuyển nhượng mùa đông vừa qua. Tuy nhiên, tiền vệ 29 tuổi này đã từ chối thương vụ béo bở sang Ả Rập Saudi để thể hiện lòng trung thành với Manchester United. Tuy nhiên, câu chuyện có thể không kết thúc ở đó. Cả Sun và Daily Mail đều đưa tin rằng Anhela sẽ tiếp tục theo đuổi Fernandes và có thể đưa ra một lời đề nghị mới và cải tiến vào mùa hè 2024. Bruno Fernandes không đáp ứng được kỳ vọng tại Man United. Việc Manchester United không đủ điều kiện tham dự Champions League mùa tới có thể ảnh hưởng đến quyết định của Fernandes, khiến anh cân nhắc việc chuyển đến Anhela. Ngoài ra, Manchester United cũng đang hướng đến một mục tiêu mới ở vị trí tiền vệ. Đó là Sebastian Szymanski của Fenerbahce. Theo tờ Star của Thổ Nhĩ Kỳ, Szymanski đang thu hút sự quan tâm của Quỷ Đỏ và có thể được coi là phương án thay thế cho Fernandes trong tương lai. Man United hạ giá bán Anthony theo nguồn tin từ Football Insider. Giới chủ Manchester United đã hết kiên nhẫn với Anthony và sẵn sàng bán anh dù cho phải chịu lỗ lớn. Cầu thủ người Brazil không đáp ứng được kỳ vọng sau khi gia nhập Quỷ Đỏ với mức phí kỷ lục 80 triệu bảng vào mùa hè năm ngoái. Man United chán ngán Anthony. Phong độ kém cỏi của Anthony khiến ban lãnh đạo Manchester United thất vọng. Họ đã giảm giá chào bán cầu thủ này xuống còn 40 triệu bảng, thấp hơn 10 triệu bảng so với mức giá ban đầu. Nhiều khả năng Anthony sẽ rời Old Trafford vào mùa hè này. Một số đội bóng ở châu Âu được cho là quan tâm đến cầu thủ 24 tuổi này, bao gồm Ajax, Barcelona và Bayern Munich.